cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ Trấn Thành xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị một thí sinh mà một bữa ăn của nhân vật này rất kinh ngạc, bởi vì nó không bình thường so với tất cả những người bình thường, nhưng nó vô cùng bình thường so với 12 thí sinh còn lại. Và nhân vật đó là Nga Nguyễn. Mình tên là Nguyễn Thị Nga, hôm nay mình 26 tuổi, mình đến từ Thái Nguyên và hiện tại thì mình vẫn đang độc thân. Mọi người thường gọi mình là Nga béo hoặc là phì lù gì đấy, rất là nhiều thứ. Cái thời điểm cơ thể mình lớn nhất là được 94 kg. Cái công việc mà hiện tại mình đang làm là thiết kế nội thất. Cái cường độ công việc rất là lớn mà càng áp lực thì không biết giải tỏa và đẩy cái áp lực đi đâu cả. Chỉ có một cách là nạp năng lượng thật nhiều. Có những cái thời điểm mà mình có thể uống được 2 lít sữa một ngày, ăn 50.000 yến xôi vẫn chưa thấy thấm vào đâu cả. Và đấy là cái thời điểm mà mình lên đến đỉnh điểm của cân nặng. Những cái thời gian làm việc ấy, đã gặp những cái sự cố, đó là khách hàng và những đối tác. Người ta có cảm tình với mình khi làm việc qua điện thoại, nhưng mà khi người ta nhìn thấy mình, gặp mình ngoài đời trực tiếp thì đã từ chối. Thực sự thì mình không thể có bạn trai, không thể lập gia đình và sinh con như những người khác. Cho đến công việc mình cũng không thể có một cái sự đột phá. Nếu như mà mọi người tiếp xúc thì sẽ nghĩ rằng là mình rất là vui, rất là yêu đời và thoải mái. Đấy là cách để mình có thể vượt qua được những cái khúc điểm lòng như thế. Mình rất là thích nhảy múa, thích được hát, thích được lên sân khấu. Khi mà có cái chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân này, quyết tâm là mình thử một lần sống hết mình với cái đam mê đó. Gia đình Nga thì chỉ có bố mẹ và Nga thôi. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu những cái yêu thương, những cái mong mỏi mẹ đã đem vào mình. Mẹ nói với con là con ơi, con giảm cân đi. Và chính vì thế mà mình tham gia cái cuộc chơi này với một mục đích là mình sẽ thay đổi cuộc đời mình. Và mẹ hãy tin con thêm một lần này nữa. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G. B to the A, to the N, to the G. Hey. Duy Hải và thí sinh của chúng ta, bạn Nga Nguyễn. Cảm ơn Duy Hải đã hỗ trợ cho bạn hết mình. Không biết sao mà đối tác của bạn lại có thể như thế với bạn nhờ. Thôi mà là đối tác của bạn là tôi phải mời bạn đi ăn riêng. Em thi xong đi. À, đợi em thi xong phải không? Cái bữa ăn đó thì ai sẽ là người trả tiền? Nhà em. Em phải không? Ai lại làm thế? Thế giới để anh lo. Em cứ đứng yên đó, ok. Và thưa quý vị, mỗi một tuần thì ban giám khảo của chúng tôi sẽ lựa chọn ra một tiết mục được cho là xuất sắc và ấn tượng nhất. Và dĩ nhiên là quý vị khán giả sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong việc bình chọn để dự đoán xem là tiết mục nào được ban giám khảo lựa chọn. Quý vị hãy soạn tin nhắn với cú pháp là BN là bước nhảy, khoảng cách, số thứ tự của tiết mục cũng là cái số thứ tự của các bạn thí sinh qua các tuần. Và chúng ta hãy gửi về tổng đài 8369 để bình chọn và dự đoán xem tiết mục nào được ban giám khảo lựa chọn là xuất sắc nhất tuần. Quý vị và các bạn sẽ có cơ hội may mắn nhận được 10 triệu đồng đến từ chương trình.
Và thưa quý vị, bây giờ tổng đài chính thức được mở ra. Tổng đài sẽ mở ra sau khi tiết mục đầu tiên được diễn ra và sẽ đóng lại khi tiết mục cuối cùng kết thúc. Ngay bây giờ, quý vị hãy bình chọn cho Nga Nguyễn cùng với Duy Hải trong tiết mục này. Hà Ngọc Hà, dạ, nghĩ sao về body này? À, thực sự, lúc mà 12 thí sinh ra để mà chào khán giả đó, thì chính bạn Nga Nguyễn này là người gây ấn tượng với Hà nhất. Bởi vì nhiều năng lượng và cảm nhạc rất là tốt. Và Hà thực sự xúc động khi mà bạn nói rằng là bạn không có người yêu vì bạn tự ti về cái ngoại hình của mình. Bạn không phải lo về điều đấy. Bạn sẽ còn đi dài hơn nữa, bạn sẽ còn giảm cân nhiều và lúc đấy bạn sẽ rất là xinh đẹp. Nên là Hà hy vọng là bạn hãy giữ sự tự tin và hồn nhiên này cho đến tận cuối những cái chặng đường bạn đi. John, what do you think? Nga ơi, cái bài này em diễn rất là tốt. Không có thấy cái sự lo sợ trong cái bài này. Em rất là tự tin. Nhưng mà nó có một số lần anh thấy cái gương mặt của em đang tập trung, bị tâm lý. Đang nghĩ về một số động tác nha. Em không cần sợ như vậy. Vì với cái động tác và cái cách em thể hiện đó, em có thể nhảy chắc hơn và mạnh hơn. Ok? Ok, cảm ơn John rất là nhiều với những chia sẻ rất là quý báu. Hy vọng bạn sẽ có được một cái kinh nghiệm cho những lần trình diễn sau ha. Vâng, xin mời anh Hưng ạ. Anh nghĩ sao về tiết mục vừa rồi? Thường á, với một thân hình mà nhiều kilo như vậy đó, cái việc di chuyển là một việc khó khăn rồi. Còn cái này là nhảy, còn làm cho mọi thứ nó linh động hơn. Anh có lời khen ngợi dành cho Nga Nguyễn. Nói chung là dễ thương đúng không anh? À, dạ. Xin mời điểm số đến từ giám khảo Trần Huy Trần. 6 điểm. 6 điểm. Giám khảo Hà Hồ, 6 điểm. Và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, cũng là 6. Điểm trung bình của bạn là 6. Và mời bạn đến với phần quan trọng của điểm số, mời bạn bước lên cân. Quý vị và các bạn thân mến, Nga Nguyễn cân nặng ban đầu là 88kg và cân nặng hiện tại là 84kg. Số lượng cân giảm được là 4kg, một con số quá tuyệt vời. Số phần trăm tương đương của bạn nhận được là 4,5%, tổng điểm của bạn là 10,5. Chúc mừng. Vâng, một sự mở đầu khá thành công cho thí sinh đầu tiên. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.